26. Chúng tôi quận ngựa phi nhanh suốt dọc đường, và miểu tử ngày không ăn cơm đêm không ngủ, chỉ sợ không gặp được thiếu gia nữa thôi. Được rồi, đi ăn chút gì đó đi. Đối Nhãn Xuyên, cậu ở nhà canh chừng với thiếu phu nhân đi. Và miểu tử, theo tôi đến trạm xe lửa một chuyến. Tên bác sĩ của thần dương đó chắc chắn là tứ rồi đấy. Vì độc của thiếu gia lần này được cứu rồi. Hy vọng là ông ấy có bản lĩnh đó. Và miểu tử, đi thôi. Thiếu gia, 6 ngày rồi, đã là ngày thứ 6 rồi. Trương Lai Tài đó nói, loại thuốc độc này trong vòng 7 ngày nhất định sẽ chết. Nhưng ai mà ngờ được, loại thuốc độc này là sao cơ chứ? Tôi thấy cậu vẫn là mau chóng uống thuốc giải thì tốt hơn. Thiếu gia, cậu hạ tất phải khổ vậy chứ? Thời buổi loạn lại thế này, cái tên quân y Nhật Bản tên là Mifune Ichigo gì đó, lỡ như đến một ngày thôi, cậu nói xem phải làm thế nào chứ? Không phải chú tứ đã tới trạm xe lửa rồi sao? Thật khiến tôi lòng muốn chết mà. Chú Tứ, chú đã đợi nửa canh giờ rồi, sao xe lửa vẫn còn chưa tới vậy? Chắc là muộn thôi. Quản gia, hai người đến sớm thế. Chào ngài, đội trưởng Harukawa. Bác sĩ Mifune, anh vất vả rồi. Nhờ Harukawa. Trương quản gia, bác sĩ Mifune, tôi là quản gia Trương Vũ. Phu nhân, cô ấn vào đây giúp tôi. Tạm thời đã giữ được tính mạng. Bác sĩ, ông vất vả rồi. Mời qua bên này nghỉ ngơi. Được.
Trương Hàn Đào, anh sao rồi? Trương Hàn Đào, anh sao rồi? Trương Hàn Đào, anh đừng có dọa em. Trương Hàn Đào, Trương Hàn Đào, có chuyện gì vậy thiếu gia? Chuyện này là sao vậy chứ? Anh đã đi lấy thuốc gì vậy? Đó là thuốc giải sao? Cô cho thiếu gia uống thuốc giải rồi à? Không phải anh lấy nhầm đấy chứ? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết trong cúc áo đó có thuốc, thì tôi lấy thôi. Được rồi, anh mau đi gọi bác sĩ đi. Được. Bác sĩ, ông mau qua đây đi. Ông nhìn dưới da nhà tôi này, chuyện này là sao vậy chứ? Chú Tứ, chuyện này sao lại như vậy chứ? Vừa nãy vẫn còn yên ổn mà. Bác sĩ, ông xem thử đi. Để tôi tiêm thêm cho cậu ấy, để cậu ấy bình tĩnh lại. Long tức chi khẩu, long tức chi khẩu, long ngọa ô lạp, long ngọa ô lạp, bát kỳ chi tổ, bát kỳ chi tổ, châu thủy phương viện, châu thủy phương viện, thanh mộc chi lâm, thanh mộc chi lâm, hầu mộc chi biên, hầu mộc chi biên, tìm long chu uyên, tìm long chu uyên, tàn châu phục minh, tàn châu phục minh. Lại lần nữa nào. Long tức chi khẩu, bác sĩ, anh ấy sao rồi? Để tôi xem cái đã. Nghị sĩ Trương, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bác sĩ, thế nào rồi? Bệnh tình của nghị sĩ Trương về cơ bản đã không sao nữa rồi. Nhưng mà kể ra thì cũng lạ thật. Bệnh tình của nghị sĩ Trương trước đây rất nghiêm trọng. Không biết sao giờ lại khỏi nhanh như vậy nữa. Đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch rồi. Chắc là do nghị sĩ Trương cá nhân có thiên tướng. Đây cũng là chuyện tốt. Phải đi, là do bác sĩ có bản lĩnh thôi, là chuyện tôi nên làm mà. Nếu nghị sĩ Trương đã không sao nữa rồi, vậy tôi xin phép về chỗ ở đi. Ngày mai tôi sẽ lại tới. Cảm ơn bác sĩ. Được rồi, cảm ơn ông. Mời đi lối này. Mời. Ôi mẹ ơi, may mà đúng là thuốc giải đấy. Nếu không, tôi đã trở thành tội nhân thiên cổ rồi. Tôi mới là tội nhân thiên cổ này. Trương Hàn Đào, anh tỉnh lại rồi. Vừa rồi anh làm em sợ muốn chết. Xuyên tử, có phải anh đã cho tôi uống thuốc giải không? Trương Hàn Đào, anh đừng trách anh ấy, là em làm đấy. Em có biết làm vậy là nguy hiểm đến mức nào không? Lỡ như để Mifune phát hiện ra, công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển đấy. Anh yên tâm đi. Em chỉ là sợ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo thôi. Chứ nếu không, em đã sớm cho anh uống thuốc giải rồi. Đằng nào cũng đâu ai biết được em làm như vậy đâu. Mifune còn tưởng rằng ông ta đã chữa khỏi cho anh nữa. Cho dù ông ta có phát hiện ra chỗ nào không đúng, thì cũng phải thể hiện trước mặt của Thân Dương, mà không nói ra đâu. Em đấy,
nói cái gì cũng có lý hết. Anh lo nghỉ ngơi đi. Nào, nghỉ ngơi đi. Từ từ thôi. Đúng rồi, khiêng qua bên đó. Rót nước đi. Tiểu trụ tử, qua phụ một tay đi. Phụ một tay đi, nào nào. Cho dàn người qua đây đi, nào nào. Đi nào, 1, 2, 3. 1, 2, 3, đi nào. Đi thôi, qua bên đó. Tốt lắm. Tốt lắm, tốt lắm. Các ông tìm ai? Gọi quân sư của các người ra đây cho tôi. Nếu không tôi sẽ phá chỗ các anh đấy. Quản gia đang ở chỗ này. Làm cái gì vậy hả? Từ từ thôi nào, có chuyện gì thế? Anh không nhìn ra sao? Còn họ tới phá chỗ của chúng ta đi. Tiên sinh, ngày có chuyện gì sao? Anh chính là quản sự ở đây à? Có thể coi là gì? Có chuyện gì? Ngày có thể nói với tôi. Số gỗ mà các anh gửi tới Hải Lạp Nhĩ rốt cuộc là cho Hát Long Hội hay là cho chúng tôi vậy? Tại sao Hát Long Hội lại lên mặt nói là của bọn họ, đã cướp hàng còn đánh người của chúng tôi nữa? Các anh phải cho tôi một câu trả lời đi. Chuyện này sao? Tiên sinh, xin lỗi nhé. Đám người gửi hàng chúng tôi chỉ phụ trách gửi hàng đi. Tình hình cụ thể thế nào thì không rõ. Thế này đi, để tôi gọi điện hỏi ông chủ xem là chuyện thế nào. Các người đợi một lát nhé. Các anh nhanh lên đi. Được. Trong chừng các anh em, đừng có gây chuyện đấy. Tôi đi rồi sẽ quay lại. Tôi không nhìn được quá lâu đâu đấy. Alo, Trương công tử. Sao thế? Có một tên râu sồm tới, nói là số hàng của chúng ta gửi cho bọn họ đã bị người của Hán Long Hội thu rồi. Hiện giờ họ đang kéo người tới chỗ chúng ta, đòi câu trả lời. Anh cứ kệ họ, tôi bảo chú Tứ qua xem. Được rồi, tôi biết rồi. Sao thế? Chú Quý đâu? Chú Quý! Chú Quý! Chú bảo chú Tứ tới xưởng gỗ một lát. Có chuyện gấp đấy. Được, xưởng gỗ. Xưởng gỗ xảy ra chuyện à? Không có gì, chỉ là chuyện làm ăn thôi. Có thật không? Thật mà, em đừng kinh ngạc như vậy chứ. Thu má lại đi, đừng suốt ngày trợn trắng lên như vậy. Nghe bô đi, nghe đừng giận mà. Tôi nghĩ đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Ngài yên tâm đi, hôm nay chúng tôi sẽ cho ngài một câu trả lời mà. Có chuyện gì vậy? Chú Tứ, cuối cùng chú cũng tới rồi. Ngài Bori, có chuyện hiểu lầm gì thế? Hiểu lầm? Hát Long Hội nói số hàng đó là các ông gửi cho bọn họ, không những cướp hàng của chúng tôi còn đánh người của chúng tôi nữa. Ông phải cho tôi một câu trả lời thích hợp đấy. Cho chúng tôi vài ngày đi, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này giúp ngài. Giải quyết? Giải quyết thế nào đi? Các ông có đánh lại được Hát Long Hội không? Hát Long Hội thì làm sao? Chúng tôi không sợ người Nhật đâu. Phải đấy, Ghệ Bô Ri, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết giúp ngài. Nhà họ Trương chúng tôi ở Tân Đảo cũng có địa vị đàng hoàng, không thể vì số hàng nhỏ này mà quỷ đi chữ tính của mình được. Tôi muốn ông lập tức viết giấy, viết rõ xem thời gian trả gỗ cụ thể thế nào cho tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ bàn hết số hàng này đi đấy. Nào, xông lên, để đã nào. Tất cả đứng yên. Ngài Bori, giờ tôi sẽ viết giấy cho ngài ngay. Trong vòng một tuần, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Đến lúc đó nếu như ông không giải quyết được thì sao? Bồi thường gấp đôi. Chú Tứ, được, tôi sẽ cho ông vài ngày. Nếu ông còn không giải quyết được, đến lúc đó đừng có trách tôi không khách sáo. Tiên sinh, mời. Chú Tứ, chú chiều anh ta quá rồi đấy.
có người Nga cạnh tranh với người Nhật, người Nhật sẽ không dễ dắt mũi chúng ta đi nữa. Dù làm ăn này có lợi mà. Cô hiểu chưa? Không ngờ y thuật của Mifune lại cao minh như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã chữa khỏi cho hắn rồi. Quả là lợi hại. Một người bệnh tới sắp chết lại nói khỏe là khỏe ngay được sao? Đội trưởng, chắc chắn ngài đã nghĩ quá nhiều rồi. Nếu trong này có bất kỳ vấn đề gì thì tin chắc Mifune sẽ phát hiện ra ngay thôi. Mifune Ichiro là một tên dân sĩ phản chiến. Tôi không nghi ngờ nghiệp vụ của ông ta, mà là nghi ngờ ông ta có cấu kết với Trương Hàn Đào hay không. Nếu nói như vậy, có phải đã có thể loại bỏ khả năng Trương Hàn Đào chính là sát bát phương không? Cho tới bây giờ, Trương Hàn Đào vẫn chưa có vấn đề gì cả. Nếu như anh ta có vấn đề, vậy thì chứng minh Trương Lai Tài đang nói dối. Trọng điểm vẫn là ở trên người của Trương Lai Tài. Gỗ thì bị cướp, người cũng bị đánh. Hắc Long hội này đúng thật là... Sao chuyện lại nghiêm trọng đến vậy chứ? Hắc Long hội làm việc như thế nào mà cậu còn không biết sao? Nói cũng phải, Hắc Long hội này nhầm ngó việc làm ăn của chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai. Cháu thấy lần này bọn họ là cố ý gây ra chuyện này đấy. Vậy nên tôi mới nói chuyện này đáng lo. Cả hai bên chúng ta đều không đắc tội được, nhất là Hắc Long hội. Bọn họ có quan hệ chặt chẽ với chúng ta, lúc cần thiết cần phải để cho bọn họ đối phó với nhiều việc. Chuyện này khó rồi đi. Cháu lại không tiện ra mặt. Chú Tứ, hay là thế này đi, chú chịu khó tới Hải Lạp Nhĩ một chuyến, dẫn theo cả Hà Xuyên. Người thì khá là thông minh, nhưng mà cậu ấy lại không phải là người nhà chúng ta, liệu có tin được không? Chắc là không sao đâu, dù thế nào cũng là anh em sinh tử của cháu mà. Hơn nữa anh ấy có thể có chỗ đứng ở Tân Đạo cũng là nhờ cháu. Thôi được. Vậy cháu sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy. Được. Người anh em, bình tĩnh nào. Nếu cần tiền thì tôi sẽ đưa cho anh. Bao nhiêu tiền cũng được. Đừng có gây ra án mạng ở đây. Trương công tử, chuyện giữa chúng ta vẫn còn chưa xong đâu. Người anh em, giọng nói của anh nghe quen quá. Có thể để tôi quay người lại rồi nói chuyện không? Được, anh quay lại đi. Tôi nghe ra là anh mà. Người anh em, đã lâu không gặp. Trương công tử, tôi bảo anh chuẩn bị 100 khẩu súng, anh lại chuẩn bị xong chưa? Xin lỗi nhé, đó là súng chứ không phải là dao. Anh cũng phải cho tôi một khoảng thời gian chứ. Tôi biết là anh vẫn chưa chuẩn bị xong. Trương công tử, lần này tôi tới là vì muốn giao dịch một vụ khác. Nếu anh đồng ý với tôi có thể không cần súng nữa. Vậy sao? Trên đời lại có vụ làm ăn tốt như vậy à? Được, anh nói đi, tôi nghe đi. Giúp chúng tôi cứu Trương Lai Tài. Là như vậy sao? Bây giờ người trên khắp Tân Đảo đều đã biết thân phận của anh ta rồi. Anh lại bảo tôi đi cứu anh ta. E là tôi không có bản lĩnh tới vậy đâu. Anh đừng nhiều lời. Tôi chỉ cần lợi dụng thân phận nghị sĩ của anh thôi, phối hợp với chúng tôi cứu Trương Lai Tài. Nếu như anh không đồng ý, Trương công tử, vậy thì tôi phải xin lỗi thật rồi. Anh cũng là người của Kháng Liên à? Anh đừng nhìn tôi như vậy. Người anh em, kể từ khi anh tìm tôi đòi súng, tôi đã biết là anh muốn giết người Nhật rồi.
Lúc đó tôi còn đoán xem anh rốt cuộc là người của Kháng Liên hay là thổ phỉ. Nhưng thông qua hành động này của hôm nay thì quả nhiên tôi đoán không sai. Trương công tử, anh đã biết quá nhiều rồi đấy. Đợi đã. Đồng hồ. Tại sao nó lại ở chỗ của anh? Tôi nói cho anh biết, cái này là Trương Lai Tài đã đưa cho tôi trước khi bị bắt. Tôi đã xem danh sách bên trong rồi. Nhưng mà anh yên tâm, chỉ có tôi từng xem qua thôi. Còn nữa, số thuốc này hiện giờ đang ở chỗ tôi. Phiền anh về nói cho cấp trên, bảo bọn họ nhanh chóng cho người đến lấy thuốc đi. Nếu như đến muộn, tôi cũng không giấu nổi đâu. Trương Hàn Đào, rốt cuộc anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe, cho dù các anh không qua đây bảo tôi đi cứu Trương Lai Tài, tôi cũng sẽ cứu anh ấy thôi. Giật về chủ cũ rồi nhé. Lão Trương, lần này chúng ta có cơ hội rồi. Thư ký, chúng ta thực sự cùng anh ta cứu ông chủ Trương. Trương Hàn Đào đó liệu có đáng tin không? Không phải là một cái bẫy đấy chứ. Phải đấy. Các anh không hiểu đâu. Tôi phái anh đi chính là để thử anh ta. Các đồng chí ở Phụng Hưng xã chúng ta vừa nhận được tin, mới biết anh ta chính là Sáp Bác Phương. Không phải chứ? Anh nói tên Hán Giang Trương Hàn Đào đó chính là Sáp Bác Phương. Thông tin hoàn toàn chính xác. Anh ta đúng là một gián điệp hai mang tài năng, lừa mọi người tới xoay vòng vòng. Tuy anh ta là Sáp Bác Phương, nhưng mà con người anh ta làm việc lâu nay đều tùy theo sở thích của mình, không theo tưởng cũng chẳng theo cộng. Chúng ta cũng không thể làm rõ được thái độ của anh ta, không dám tùy tiện đàm phán. Thế nên tôi mới phái Địa Háo Tử giả giờ mượn chuyện súng ống để thăm dò thái độ của anh ta. Không ngờ lại có được thu hoạch bất ngờ. Thu hoạch gì thế? Trước khi lão Trương đi đã giao số thuốc kia cho anh ta. Cái đồng hồ vàng chính là tính vật. Thư ký, vậy chúng ta phải làm sao? Đi lấy số thuốc đó về à? Không, cứ để chỗ anh ta. Để ở chỗ anh ta sẽ an toàn hơn. Vậy bước tiếp theo phải làm sao? Đợi đồng chí của chúng ta tới Tân Đảo, chúng ta sẽ tới gặp Trương Hàn Đào. Bác sĩ Mifuni, thiếu gia nhà chúng tôi sao rồi? Mọi người yên tâm, bệnh của nghị sĩ Trương đã khỏi hẳn rồi. Độc đã hoàn toàn tan biến. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Vậy liệu có thể để lại di chứng gì không? Không đâu. Bệnh đã được trị tận gốc trong cơ thể của cậu ấy rồi. Sau này sẽ không để lại hậu quả gì đâu. Vậy thì tốt. Bác sĩ Mifuni, cảm ơn ông nhiều lắm. Nếu không nhờ có ông, giờ tôi đã đi gặp Diêm Dương rồi. Nghị sĩ Trương phúc lớn mạng lớn, cá nhân ắt có thiên tướng mà, đến thần chết cũng phải kiêng nể cậu. Ông lại nói đùa rồi. Tất cả là nhờ ông thật đấy. Thế này đi bác sĩ Mifuni, tôi có chuẩn bị một chút quà mọn cho ông. Chú Quý, đi lấy đồ qua đi. Nghị sĩ Trương, vì chữa bệnh cứu người vốn là bổn phận của người làm bác sĩ như tôi mà. Không dám kể công, càng không dám nhận lễ. Bác sĩ Mifuni, tôi cũng không có ý gì khác thật mà. Đây chỉ là một chút quà mọn thôi. Ông xem qua đi. Ông nhận món quà này đi. Ngoài ra, tôi còn muốn nhờ bác sĩ Mifuni cùng tôi ăn trung thu nữa. Ý ông thế nào? Tâm ý của nghị sĩ Trương thì tôi xin nhận. Nhưng bên phía bệnh viện Thiên Tân còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ tôi. Quả thật không dám chậm trễ. Không sao, cứu người quan trọng hơn. Nhưng mà bác sĩ Mifuni, bất luận thế nào, ông cũng phải nhận cái này. Nghị sĩ Trương, cậu mà còn như vậy nữa là không coi tôi là bạn đâu đấy. Được. Y đức của bác sĩ Mifuni quả thực khiến tôi bái phục. Quà ông có thể không nhận. Thế này đi. Bác sĩ Mifuni, để tôi cúi đầu lạy ông.
Thiếu gia, tôi thấy Mifune Ichiro này hình như có chút khác biệt so với những người Nhật khác. Chú quý, không phải người Nhật nào cũng là người xấu đâu. Một người như Mifune Ichiro, y thuật cao minh lại có y đức, đúng thật là rất đáng khâm phục. Phải. Thiếu gia, anh xem, nếu người Nhật ai cũng giống như ông ấy thì không phải tốt rồi sao? Chúng ta về thôi. Đi thôi. Anh tới rồi. Em vừa ra ngoài nhập hàng về xong nên vừa có thời gian đi thăm anh. Tôi không sao. Vết thương của cậu sao rồi? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, đã khỏi từ lâu rồi. Vậy thì tốt. Việc đó, chuyện tôi nhờ cậu nghe ngóng lần trước, đã nghe được chưa? Chuyện về Bạch Lộ sao? Em đã đi nghe ngóng rồi, nhưng mà vẫn chưa có tin tức gì. Anh, em vẫn đang nghe ngóng giúp anh mà. Có tin gì em sẽ báo với anh ngay, được không? Được, không sao đâu. Thôi nói chuyện vui vẻ đi. Lần trước tôi nói với cậu để cậu chăm lo việc sửa gỗ cho tôi. Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Anh, em tưởng là anh chỉ đùa thôi chứ. Anh làm thật à? Đùa cái gì mà đùa? Cậu cũng biết là vì làm ăn của nhà họ Trương mấy năm nay đều do một tay chú Tứ quản lý. Mà về sức khỏe của ông ấy cũng không còn tốt nữa. Tuổi tác cũng cao rồi. Tôi muốn tìm cho ông ấy một trợ thủ đắc lực. Anh thấy em làm được sao? Dư hơi. Nếu tôi thấy cậu không làm được thì tôi nói với cậu làm gì? Được. Vậy em đồng ý với anh. Được rồi, vậy thế này đi. Vài ngày nữa, cậu cùng chú Tứ tới Hải Lạp Nhĩ một chuyến. Được. Có chú Tứ dẫn em đi, em cũng yên tâm hơn. Còn có thể học hỏi chú Tứ nhiều hơn. Nhớ làm cho tốt đấy. Không thành vấn đề. Tôi đi đây. Anh đi thông thả. Em đi đâu vậy? Em muốn tới xưởng gỗ thăm các anh em ở doanh trại Lão Lan. Được, để anh đưa em đi. Vừa hay anh cũng định tới đó. Vào đi. Hoàng lão tiên sinh. Đội trưởng Harukawa, Hoàng lão tiên sinh, để tôi giới thiệu với ông. Đây là Tomoyama Okida, là một đại tá từng bị thương mà phải giải ngũ. Ông ấy là anh hùng của đế quốc Nhật Bản chúng tôi, là niềm tự hào của quân Kanto, cũng là tấm gương của tôi đấy. Ôi trời, vậy thì vinh hạnh cho tôi quá, đại tá Tomoyama. Anh Tomoyama, đây là một cú thương ở Tân Đảo, Hoàng Ngũ Đức tiên sinh. Cũng thoái ngũ rồi, còn đại tá cái gì nữa chứ? Hoàng lão tiên sinh, ông tới đây có chuyện gì không? Tôi tới đây là để đặc biệt gửi thiệp mời dự tiệc Trung Thu tới ngày. Buổi tiệc này là do nhà họ Hoàng chúng tôi tổ chức. Ngày nhất định phải tới dự đấy. Nhất định rồi. Vậy các ngài cứ bàn chuyện của mình tiếp đi. Tôi xin phép cáo từ. Đám người Trung Quốc này đều hèn nhát như vậy cả sao? Nói tới cũng phải nói lui. Thứ mà đế quốc Nhật Bản chúng ta cần nhất chính là những kẻ nô lệ giống như vậy. Như vậy, chúng ta mới có thể sớm ngày thống nhất chỗ này được chứ. Nếu như người Trung Quốc ai cũng như vậy cả thì tốt rồi. Đại đương gia về rồi. Mọi người mau qua đây đi. Đại đương gia về rồi. Đại đương gia.
Lưu Hải, dì Hổng Đàn thế nào rồi? Tốt lắm, chúng tôi đều khỏe. Đèn hết cả rồi. Trương công tử, anh khỏe hẳn rồi chứ? Đỡ nhiều rồi. Chào Trương công tử. Xuyên tử. Chuyện tên râu sờm lần trước gây sự là sao vậy? Ông ta mà còn dám tới nữa thì đừng trách tôi không để mặt. Anh yên tâm đi, chuyện này tôi đã nói với chú Tứ rồi, cháu ông ấy sẽ không tới nữa đâu. Thuốc đâu? Giấu đi cả rồi. Ở trong kia, đưa tôi qua đó xem. Đại đương gia, giải tán hết đi, đều ở đây làm gì? Gì chứ? Gì chứ? Anh để thuốc ở đây sao? Tôi hết chỗ để rồi. Với lại tôi phải để nó ở trong tầm nhìn của mình chứ. Đại Ba Lạc, chỗ này ẩm ướt quá rồi đấy. Lỡ như số thuốc này bị hư thì sao? Còn không ẩm sao? Anh mà còn không tới thì thuốc bị móc hết lên. Thôi thì anh mau mau nghĩ cách đi. Giờ tôi cũng không thể tìm được Trương Lai Tài. Anh bảo tôi phải mang nó đi đâu đi? Người anh em, anh nói câu này bao nhiêu ngày rồi? Nói là có thể mang đi, có thể mang đi. Đã bao nhiêu ngày rồi vẫn chưa mang đi? Được rồi, để tôi nghĩ cách. Hai người ở đây làm gì thế? Chúng tôi vẫn còn ở đây này. Tôi có làm gì đâu. Anh đừng nói với tôi. Hai người thành đôi rồi đấy nhé. Đại đương gia, cô dẹp cái suy nghĩ đó đi. Cô ấy cứ y như đàn ông ấy. Tôi cũng còn lâu mới để mắt đến anh. Đúng là đồ ngốc. Đúng rồi, tôi biết cô không để mắt tới tôi đâu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đại Ba Lạc, anh được lắm, con nhìn ra luôn đấy. Chúng ta mau nói về chuyện này đi. Nhạt nhẽo. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Muốn xử lý số thuốc này, xem ra nhất định phải cứu Trương Lai Tài rồi. Nói cứu thì dễ lắm, chứ làm thì không đơn giản đâu. Anh định dư mắt nhận anh ấy đi chết sao? Cứ để anh tính kế cái đã. Em đừng có lo. Thiếu gia, chú Quý, cậu về rồi à? Bảo nhà bếp nấu vài món cho cháu đi, cháu đói lả cả rồi. Được, có hai vị khách đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Ai thế? Tôi cũng không biết nữa. Và Miểu Tử đang tiếp họ đấy. Thiếu gia, hai người về rồi. Hai vị này là Trương công tử, Sướng Phá Thiên và Tiểu Bao Tử xin kính chào ngài. Sướng Phá Thiên và Tiểu Bao Tử là hai danh kép trong nhị nhân truyền này. Danh kép với không danh kép gì chứ, cũng là để kiếm cơm thôi. Không dám, không dám. Vậy hôm nay hai vị danh kép tới nhà của tôi là có chuyện gì? Là Hoàng lão gia mời chúng tôi đến hát cho buổi tiệc trung thu. Chúng tôi mới đặc biệt ghé thăm Trương công tử đây. Là Hoàng lão gia mời hai người tới sao? Hoàng lão gia mời hai người tới, hai người qua đây thăm tôi làm gì? Trương công tử, chúng tôi cũng không muốn dòng do nữa. Nói thật với anh vậy, chúng tôi là người Kháng Liên. Kháng Liên sao? Kháng Liên các anh càng không nên tới chỗ tôi. Đúng rồi, Trương công tử, tôi còn có thứ này muốn cho anh xem nữa. Anh xem. Cái đồng hồ vàng này là ở đâu ra vậy? Là đồng chí lần trước tới gặp anh đưa cho tôi. Gần đây chúng tôi đã xác động được một thủ hạ của Phụng Hưng xã, cũng đã tìm hiểu được rõ ràng về chuyện của Trương công tử đây. Chúng tôi đã biết anh chính là Sát Bát Phương rồi. Trương công tử, lần này chúng tôi tới đây là vì có một chuyện quan trọng muốn thương lượng với anh. Có thể nói chuyện một lát được không? Được rồi. Thiếu gia. Cái đồng hồ anh lấy ra vừa nãy có thể đưa cho tôi xem được không? Được thôi, không thành vấn đề.
Cảm ơn anh. Hai vị, mục đích lần này hai người tới đây là gì? Là thư ký Lý Lý Ngọc Xuân của hội sở cánh Liên Nam Mãn bảo chúng tôi tới đây. Thư ký Lý hy vọng hai vị có thể kết thành đồng minh kháng Nhật với chúng tôi, cùng nhau cứu đồng chí Trương Lai Tài. Tốt quá rồi. Thực ra chúng tôi cũng chỉ mới gia nhập kháng Liên chưa lâu, còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng vợ chồng chúng tôi cũng có chút võ công, vừa hay được Hoàng Lão Gia mời tới bữa tiệc trung thu lần này. Chúng tôi cũng đã hạ quyết tâm phải liều sống chết với bọn Nhật. Hy vọng Trương Công Tử và Trương Phu Nhân có thể giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Cô đừng nói như vậy. Trước mắt chúng tôi đang lên kế hoạch của Trương Lai Tài rồi. Tốt quá rồi. Tôi và Tiểu Ba Tử cũng đã thương lượng, định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Harukawa cắn câu, sau đó thì quy hiếp ông ta cứu đồng chí Trương Lai Tài rồi. Cách này không được đâu. Không được thật. Chắc là hai người vẫn chưa hiểu Harukawa. Con người ông ta thâm sâu hiểm độc, hơn nữa lại mưu cao kế lừa. Mỹ nhân kế đối với ông ta mà nói, căn bản là không có tác dụng gì. Vậy thì phải làm sao đây? Thế này đi, hai người đừng lo. Để chúng tôi lên kế hoạch xong, sẽ thương lượng với hai người. Được. Có sự giúp đỡ của hai vị, tôi tin hành động ứng cứu lần này của chúng ta nhất định sẽ thành công. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Số thú mà đồng chí Trương Lai Tài muốn gửi cho tướng quân Dương Tĩnh Vũ hiện đang ở chỗ tôi. Chúng ta phải lập tức mang nó đi ngay, nhưng mà tôi lại không biết cách mang đi đâu. Vì vận chuyển thú thì phải tính kế lâu dài mới được, bởi vì chỉ có bản thân của Trương Lai Tài mới biết được phải mang số thú này đi đâu thôi. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải cứu được đồng chí Trương Lai Tài ra. Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Trương Công Tử. Được rồi, vậy chúng tôi sẽ về đợi tin tốt của Trương Công Tử. Hay, hay lắm. Sài quận chúa đưa cơm tới địa quyệt, bàn tay người kéo mạnh, muốn cứu cha mình ra. Nô tài tới đưa cơm cho người đây. Con gọi cha, cha có nghe chăng? Con tới đưa cơm lại sợ cha sặc khói, gạo trắng nước trong đây. Còn cả chút đau xào nữa. Cha đi rồi bỏ lại mình con. Đại thiếu gia nhà con đâu? Sao chàng ấy có thể sống tốt được đây? Học văn học võ, lúc đánh trận lại nhớ về cha. Vừa hô mẹ lại gọi cha, gọi tới trái tim con nguội lạnh. Con còn quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hay lắm. Vào đi. Bà chủ xứ, có một ông chủ Trương muốn gặp cô, cho mấy vào. Hai vị. Trương Công Tử, màn biểu diễn của hai người quá đặc sắc rồi, thật khiến Trương Mộ mở mắt. Trương Công Tử, anh quá khen rồi. Chúng tôi còn chưa diễn hết sức đâu đấy. Nào anh mau ngồi đi. Nào ngồi đi. Lần này Trương Công Tử tới đây không chỉ là để khen chúng tôi đâu nhỉ. Ngày mai là trung thu rồi, chúng tôi hành động như thế nào đi? Ngày mai hai vị chỉ cần lên sân khấu, cố gắng diễn cho tốt là được. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Vậy là sao? Thế thì khác nào lại chơi chúng tôi chứ? Anh nghe tôi nói đi. Chỉ cần ngày mai hai người diễn đủ đặc sắc, sẽ khiến Harukawa ngồi chặt trên ghế. Như vậy thì tôi sẽ có thể thực hiện được kế hoạch của người rồi. Chuyện này thì không thành vấn đề. Tôi là ai chứ? Cái tên Tiểu Bao Tử này đâu phải là hư danh. Tôi hiểu rồi. Trương Công Tử làm như vậy là hoàn toàn là vì nghĩ cho an toàn của vợ chồng chúng tôi. Xứng phá tiền tôi xin cảm ơn. Trương Công Tử, anh cứ yên tâm đi. Ngày mai tôi nhất định sẽ dỡ hết tuyệt học ra, để cho người Nhật xem tới đã thì thôi. Chính con lừa cũng không kéo đi được. Tốt quá rồi. Vì ngày mai tôi sẽ chờ trình diễn của hai người. Được, Trương Công Tử, hẹn gặp ngày mai. Hẹn gặp.
Cháu ngoan, sao cháu cũng tới đây? Cháu tới nghe kịch mà. Nghe kịch mà lại ra hậu đài sao? Người ta hát hay chứ phải thưởng ít tiền chứ. Ta hiểu rồi. Sướng phá tiền đó không chỉ hát hay mà ngoại hình cũng rất khá, chủ yếu là trẻ trung lại xinh xắn nữa. Đúng vậy, trẻ trung xinh đẹp mới hợp với bác chứ. Hiểu rồi, đừng có nói ra. Còn có một chuyện nữa, nếu đã gặp nhau, cũng đỡ để bác phải đi kiếm. Có chuyện gì thế? Bác tới để mời hai kém hát đó tham gia vào buổi tiệc tiếp đãi ngày đại tá Toyoyama tối nay.